Tao tưởng ít lắm, ai ngờ có quá trời luôn. Quá trời luôn. Đây là sau pha cây cú. Sau pha cây cú chúng tôi đã quay trở lại. Và ăn hại hơn xưa. Đã up hai video rồi, một video cay với một video. Ủa, mày ăn nào ấy? Sao nó vô đây à? Mình chạy từ tầng 3 xuống đây hả? Mở nào cái bà đàn. Ra đây. Và không có xuống trường nghỉ game nha. 1, 2, 3, bùm. Đu. Ngon vãi. Ok. Đúng. Ui, một bộ luôn. Phê. Ủa, cái đó là AK hả? M16. Ủa, đu. Trời, thẻ còn 15 thẻ. Từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. 30 nha. 15 thẻ đấy thôi, nhanh mà. Rồi, gom hết về đi. Gom sống đi. Ăn cái đồ bội thu như thế này. Hồi nước lấy làm mua về cho bia đâu có ấy. À mẫu. Bữa xong lấy súng. Ừ, súng là quan trọng nhất. Mày kiếm mày để đây, lát nữa đem trên kia cất hết cũng được nữa. Ừ, cũng được. Bây giờ chắc là rồi coi cái bên hàng đỏ coi. Rồi đồ một cái.